Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác ạ. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0346 837 277. Và ngày hôm nay thì em gái lại tiếp tục lên cái video để chia sẻ cho các bác cách phòng và điều trị cũng như là trị cái bệnh lý ở hoa trà mi. Đó là hai loại bệnh lý. Em xin phép là đưa hình ảnh của lá cây chứ để mà nói chính xác cái tên bệnh lý của cái loại trà như thế này ấy thì cũng em cũng sẽ không thể nói được chính xác. Nhưng theo như rất là nhiều bác chia sẻ cho em thì cái bệnh lý đầu tiên đó là bệnh sương mai. Sương mai nhá, nó sẽ khô đầu lá và ăn sâu vào trong như thế này nhé các bác nhá. Đấy, khô đầu lá và ăn sâu vào trong như thế này. Còn cái bệnh lý như thế này thì rất là dễ. Nó rất là bình thường, chữa nó rất là dễ. Đó là cái bệnh lý này là thiếu vi lượng ở cây. Thì em xin phép là chia sẻ với các bác là từng loại bệnh lý một. Cái bệnh lý đầu tiên đó là bệnh sương mai ạ. Đấy nhá các bác, tại vì là ở trong vườn là nó không có cái lá nào rõ rệt, rõ nét cả. Thế nên là em không có hình ảnh minh họa. Nhưng mà cái hiện tượng là nó sẽ như thế này nha các bác nhá. Nó sẽ như thế này, nó sẽ khô một ít đầu lá và cái hiện tượng bệnh này thì nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta là khô hết lá và rất là xấu bởi vì là cây trà mi là chỉ có một mùa là chơi hoa thôi, còn mùa sau là chúng ta sẽ chơi thân chơi lá. Thì đó thì lá của nó sẽ đi sâu, nó sẽ khô như thế này. Khô như thế này và cái bệnh lý này thì thường gặp ở những cái cây như là lựu điểm tuyết và cây thâm hồng bát diện nha các bác nhá. Đây là những cái bệnh lý thường gặp ở hai cái loại cây này, còn tất nhiên là cây nào cũng sẽ bị. Đó, cây nào cũng sẽ bị nhưng mà những cái bệnh lý này nó sẽ gặp nhiều ở hai loại cây đó. Em lên video để các bác cùng lưu ý. Thì cách xử lý thì nó rất là đơn giản thôi ạ. Thứ nhất là phòng. Các bác mà muốn điều trị cây ấy mà tốt nhất thì chúng ta cần phải phòng. Phòng trước xong mới trị sau nha các bác nhá. Phòng trước thì ở đây cả phòng cả trị thì các bác đều sử dụng cho em một cái loại thuốc này. Bởi vì là ở nhà em thì đang hết cái loại thuốc này nên là không ấy được. Thì các bác có thể thấy này, ở trên Shopee đã được trợ giá rồi, là chỉ có 14.500 thôi. Nhưng mà các bác mua ở ngoài ấy, chưa được trợ giá thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 18-20.000. Và nhà em thì cũng đang phải mua với cái giá là 18.500 đồng một gói. Thì có nhiều bác hỏi và nhờ em mua giúp thì em cũng mua với cái giá là, em cũng chia sẻ với cái giá là 20.000, chưa bao gồm tiền ship. Còn nếu như mà các bác mà mua kèm với phân chùn quế hay là những cái loại khác thì sẽ được miễn ship. Đó thì đây, điều trị nó rất là dễ nha các bác nhá. Các bác phun giúp em theo tỷ lệ ở trên bao bì và phun cho em là một ngày, một tuần là 2 đến 3 lần. Các bác bị nhẹ mà đầu lá nó mới bị như thế này này thì các bác phun nó sẽ ngừng luôn nhá. Phun nó sẽ ngừng luôn. Ngoài ra ấy, thì cái thuốc hoàng đế này còn phòng chống và điều trị được cả bệnh dẹp sáp. Tuy nhiên là hiệu quả nó sẽ không cao nhé. Hiệu quả nó sẽ có hiệu quả nhưng mà hiệu quả nó sẽ không quá cao như là Movento hay là những cái loại khác. Đó thì cái loại hoàng đế này này sẽ phòng được bệnh thán thư, vàng lá, thối rễ và bệnh sương mai. Cái bệnh sương mai là cái bệnh mà em vừa mới lên video đấy, em vừa mới chia sẻ cho các bác đây này. Thực ra là cái bệnh này thì cũng chưa một ai chứng minh hay cũng chưa một ai mà khẳng định nó chính xác 100% là cái bệnh sương mai. Nhưng mà rất là nhiều nhà vườn thì hay gọi với cái tên đó nên là em gọi như vậy để cho các bác cùng tham khảo cho nó dễ. Và em đưa hình ảnh để các bác nhìn cho nó dễ. Thì giải quyết xong vấn đề đầu tiên đó là phòng cái bệnh mà khô đầu lá như thế này. Và trường hợp này rất là nhiều bác bị luôn. Rất là nhiều bác bị và bị với cái tốc độ nó rất là nhanh luôn ấy. Thì đó nhá các bác nhá, em lên cái vỏ thuốc để cho các bác xem này. Đây này, ở trên Shopee thì đã được trợ giá flash sale ngày 15 tháng 5 ấy là 14.500, nó sẽ chưa có tiền ship. Đấy thì chưa có tiền ship thì các bác mua về thì nó sẽ rơi vào mấy chục nghìn, hai mấy nghìn thôi hoặc là 30.000 thôi. Còn nếu như mà vườn em chia sẻ thì vẫn chia sẻ với giá là 20.000 bởi vì nhà em không được trợ giá gì hết. Đó là cái bệnh đầu tiên, các bác có thể sử dụng cái loại thuốc đó. Và cái bệnh thứ hai thì đây các bác này, nó biểu hiện rất là rõ rệt ở trên cái lá hoa trà mi, nhìn nó rất là không có sức sống. Mới nhìn thì chúng ta sẽ tưởng là bụi các bác nhá. Đây cái lá em cũng vừa ngắt trực tiếp từ cái cây này. Cái cây này thì đã được điều trị sắp khỏi rồi.
Đấy, mới nhìn thì các bạn sẽ nhìn nó sẽ tưởng là bụi, nhưng mà thực tế là không phải nhé mọi người nhé. Nó đang bị bệnh lý trên cây. Ở đây thì sâu bệnh khác với bệnh lý nha. Cái bệnh lý này thì rất là dễ khắc phục. Nó không làm cho cây chết, nó cũng không làm cho cây kém phát triển, cây vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên rằng là nó làm cho cái bộ lá nó rất là xấu, bởi vì là nó đang thiếu vi lượng, thiếu dinh dưỡng. Đấy, thì ở đây các bác bổ sung, mình không thể biết là cái cây này nó đang thiếu là vi lượng là canxi hay là sắt hay là cái gì, đúng không ạ? Bất kỳ một cái cây nào cũng cần phải vi lượng, em gọi chung đó là vi lượng. Thì ở đây các bác cần phải bổ sung những cái gì, bởi vì là mình không biết là nó thiếu lân hay thiếu đạm hay là thiếu canxi hay là thiếu bất kỳ một cái loại dưỡng chất nào, đúng không ạ? Nên là chúng ta không biết để bổ sung mạnh. Thì thay vì thế là nhà vườn vườn hoa Tam Đảo em là hay sử dụng là cái vỏ trứng. Vỏ trứng gà. Vỏ trứng gà thì trong đó thì sẽ có trộn cả các loại đạm này hay là canxi hay là kích rễ hay là tóm lại là vi lượng, gọi chung nó là đã trộn các loại vi lượng với nhau. Ngoài ra thì vườn hoa Tam Đảo sẽ sử dụng thêm là kích rễ, bởi vì là cái rễ nó phải đảm bảo nó phải khỏe mạnh thì một cái cây nó mới phát triển được. Cây nó mới phát triển được và nó mới hấp thụ toàn bộ tối đa cái lượng dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào cho cây. Đó là cách khắc phục nha các bác nhá. Thì ở đây ấy thì các bác có thể mua vỏ trứng của vườn hoa Tam Đảo, còn cái vỏ trứng mà các bác đập ra ấy thì nó lại không đầy đủ chất, nó cái vỏ trứng đấy nó chỉ có nhiều canxi thôi. Đấy, còn đối với vườn hoa Tam Đảo em thì em đã xay nhuyễn rồi, xay nhuyễn và trộn một số cái vi lượng, một số cái hoạt chất vào, ví dụ như là kích rễ hay là man dê hay là sắt kẽm các thứ. Thì cái này thì cũng là có nhà máy trộn nha các bác nhá, chứ còn để mà nhà em tự mix thì nó rất là phi lý, nó sẽ không tự mix được. Tuy nhiên rằng là em mua trực tiếp từ nhà máy và đã đóng gói, thì cái vỏ trứng này đây các bác có thể thấy này, tất cả các cái cây của vườn hoa Tam Đảo em đều được trộn vỏ trứng. Đó, trộn vỏ trứng nhá, trộn vỏ trứng thì nó sẽ giúp cho cây nó đầy đủ chất hơn. Thì một gói như thế là 40.000, chưa bao gồm phí ship, sẽ được 3 cân hay là 4 cân, em không nhớ rõ, đại thể là dưới 5 cân. Đấy, đại thể là 3 đến 5 cân, em không nhớ rõ, nhưng hình dung như là 3 cân đấy các bác ạ, 3 kg vỏ trứng thì sẽ có giá là 40.000. Đó, 3 kg vỏ trứng thì sẽ có giá là 40.000 nhá. Ngày trước ấy thì có giá là 70.000 cơ, nhưng mà gần đây thì là em được các anh các chị, tại vì là mình cũng lấy nhiều và làm vườn lâu rồi ấy, nên là các anh các chị ở dưới nhà máy xin được cái giá rất là tốt. Thì em cũng không có gói mẫu ở đây. Đó, nếu mà bác nào mà cần thì nhắn tin để em gửi, chứ còn em không có gói mẫu. Và hôm nay thì nhân dịp là cái video này cũng rất là lâu rồi em không chia sẻ bán hàng, thì nhân đây thì em cũng chia sẻ tới mọi người một vài cái đơn hàng để mọi người cùng sưu tầm. Đó, và bác nào mà có nhu cầu thì sưu tầm nhá, ủng hộ cho em. Đó là em sẽ chia sẻ nhanh thôi, đó là những cái mã mà bị không phải là giống mà là những cái mã mà em mới trồng lại ấy, mới trồng lại sang chậu ấy. Thì đây nhá mọi người nhá, em chia sẻ tới cả nhà mình. Đầu tiên đó là những cái mã, những cái cây hồng mỹ nhân như thế này. Hồng mỹ nhân nha các bác nhá. Hồng mỹ nhân hay còn gọi là tiểu hồ điệp kép, thì các bác có thể sử dụng cái tên như thế nào cũng được, hồng mỹ nhân hay là tiểu hồ điệp kép đều được. Bởi vì một trong hai cái tên này ấy, thì nó là do nhập từ đất nước nào thôi, nếu như các bác mà nhập từ hàng Đài nhá. Em xin giải thích cặn kẽ đây, các bác chờ em một chút để em sẽ lên cái video hoa cho các bác xem. Em sẽ giải thích cặn kẽ tại sao nó lại có hai cái tên gọi như thế. Thì nếu như mà các bác mà nhập từ hàng Trung thì nó sẽ có cái tên là hồng mỹ nhân. Còn nếu như mà các bác mà nhập từ hàng Đài nhá, từ hàng Đài thì nó sẽ có cái tên là tiểu hồ điệp kép. Đấy, tiểu hồ điệp kết hoặc là kết gì đó nha các bác nhá. Thì đây này, cái mặt hoa của nó này, đây là cái mặt hoa nhá. Hai mặt hoa thì vẫn là một, nhưng mà nó sẽ có hai cái tên gọi. Nên là để tránh trường hợp là các bác mua phải nhiều mặt hoa ấy, thì mua trùng mặt hoa ấy, thì em xin phép là lên luôn hai cái tên. Một tên nó là hồng mỹ nhân, nếu như các bác mà nhập cây này mà nhập hàng Trung thì nó sẽ có tên là hồng mỹ nhân. Còn nếu như nhập hàng đài nó sẽ có cái tên là tiểu hồ điệp kết. Nên là hai cái tên này nó sẽ vẫn cùng một giống. Các bác có mua ở đâu cũng được, hay là mua của vườn hoa Tam Đảo thì nó chỉ là một mặt hoa đấy thôi nhá. Và một cây như thế này, cây này là cây hoàn toàn cây nguyên bản nha các bác nhé. Em đã cắt một vài đợt lộc để em ươm rồi ấy, thì em chia sẻ tới cả nhà mình. Một cây như thế này em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 260.000 em miễn ship nhá. 260.000 là em miễn ship rồi.
miễn ship rồi nhá, miễn ship rồi. Và tiếp theo thì em chia sẻ tới cả nhà mình tiếp theo nhá, đó những cái mã cây như thế này, cây nó sẽ cao, cây rất là già cây rồi nha các bác nhá. Và cái này thì các bác chỉ mua giống thôi đấy. Tiếp theo thì em chia sẻ tới cả nhà mình, cả nhà mình ơi, 260.000 một cây đã bao gồm phí ship rồi nhá. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho cả nhà mình một cái loại, đó là hồng mỹ nhân, em xin lỗi, đó là hồng ngọc trai. Hồng ngọc trai em đang tìm mặt hoa để cho các bác cùng tham khảo. Hồng ngọc trai hình dung như em chưa đăng cái ảnh hoa nào lên trên trên Facebook cá nhân đấy ạ. Rồi em xin phép là lên cây nhá. Còn cái mặt hoa thì các bác có thể nhắn tin cho em đây này. Một cây hồng ngọc trai như thế này, bình thường trước đó em chia sẻ giá là kể cả hồng mỹ nhân hay hồng ngọc trai trước đó em đều chia sẻ giá là 450.000 nhá. Nhưng mà hôm nay thì em chia sẻ trong video này, đó cây hồng ngọc trai đẹp như thế này, em chỉ có 5 cây thôi các bác ạ, chỉ có 5 cây thôi. Đó, chỉ còn 5 cây thôi nên là em sẽ chia sẻ cho các bác giá là 280.000. Đối với hồng ngọc trai em cũng sẽ miễn ship cho các bác nhá, chỉ chia sẻ 5 cây. Và hồng mỹ nhân cũng thế, bởi vì đây toàn bộ là vốn liếng, em còn có từng này giống thôi các bác ạ. Và tiếp theo sẽ là những cái cây thập bát học sĩ nha các bác nhá. Thập bát học sĩ này thì sẽ có cả phấn sen và có cả thập bát học sĩ. Đấy, thì em chia sẻ giá, đây cả một khu như thế này em chia sẻ cho các bác giá 10 cây thôi. 10 cây thì em chia sẻ cho các bác một cây là giá là một cây giá sẽ là 220.000, em miễn ship nhá. Vì cái giống thập bát học sĩ thì các bác cũng biết là nó giá thành của nó cũng vẫn là cao. Và tiếp theo sẽ là những cái mã, cái này thì em sẽ lên để bác nào tham khảo, nếu như các bác mà sưu tầm thì có điều kiện kinh tế thì các bác sưu tầm, bởi vì đây nó sẽ là những cái cây mà mã hàng tầm cao, 100% là hàng nhập đài nhá. Đó là cái cây thải hồng ngọc phổ nha các bác nhá. Nguyên tang nguyên tác luôn và đảm bảo là chuẩn cây chuẩn giống cho các bác. Đây mặt hoa đây. Đó, cây này thì em nhập đài về đồng giá cho các bác nhá. Cây to cũng như cây nhỏ, thực ra là hàng nó sẽ cùng một size, một kích thước đấy. Trước đó thì em chia sẻ giá là 2 triệu một cây. 2 triệu một cây nhá. Và ngày hôm nay ở trong video này thì em chia sẻ tới cả nhà mình giá là 1.600.000 một cây. Giá trên thì đã bao gồm phí ship nhá. Đây là cái tri ân của Vườn Hoa Tam Đảo dành cho các bác, nên là nếu như các bác cảm thấy hợp lý hợp nhãn thì mua, còn nếu như không hợp lý không hợp nhãn thì các bác có thể tìm một cái cơ sở nào đó bán rẻ hơn. Tuy nhiên rằng là em cũng sẽ quay sát về cái lá để cho các bác cùng tìm hiểu và cùng tham khảo về cái mặt lá của cây nhá. Đó, lá mới nhìn nhá, lá mới nhìn thì nó rất là tại vì cái hàng này là hàng đài nên là em cũng chưa đưa ra được nhiều cái kinh nghiệm phân biệt lá cho các bác, em cũng chưa mường tượng là lá nó như thế nào để mà diễn tả cho các bác, thì sau một quá trình thời gian sau thì em sẽ chia sẻ cách để phân biệt. Tuy nhiên rằng là hiện nay trên thị trường, nếu như để nói rằng là bán những cái cây thải hồng ngọc phổ nhập chính ngạch và chuẩn cây chuẩn giống nhất nha các bác nhá, nhập chính ngạch nhá, có đầy đủ bưu tang, thì thứ nhất đó là cây của anh ở Hải Phòng và cây của một nick nữa, đó là nick anh nhớ hay quên, thì anh nhớ hay quên này thì cũng là cái người mà cùng chung lấy lại của anh ở Hải Phòng. Đó là hai cái nguồn và hai người nhập chính khẩu nhất nha các bác nhá. Và sau đó là nhà em thì cũng vẫn là nhập sau các anh ấy, thế nên là cái giá thành nó vẫn gọi là nó không quá cao nhưng mà nó cũng ngang ngang với các anh ấy, nên là các bác có thể tìm những cái đơn vị, đây là những cái đơn vị nếu như các bác không mua của Vườn Hoa Tam Đảo thì các bác có thể tìm các anh đó để các bác mua hoặc là khảo giá đều được nhá. Em sẽ đưa những cái thông tin để các bác cùng tìm hiểu và cùng tham khảo, để tránh là các bác mua phải những cái cây giả, cây không chuẩn nhá. Bởi vì trên thị trường hiện nay ấy, em thấy rất là nhiều bác mua những cái cây bé bé như thế này này. Đó, đã có giống bé bé như này nhưng thực tế là không có cây giống như thế đâu nha các bác nhá. Các bác có hỏi khắp tất cả, kể cả hàng đài về hay là hỏi tất cả mọi người thì những cái cây giống này đều không có nha các bác nhá. Em dám khẳng định luôn là đều không có những cái cây giống nhỏ như thế. Giá dao động thì các nhà vườn sẽ bán đâu đó khoảng tầm là 450-500. Đó, cái form cây nó sẽ như vậy, nhưng mà 100% nếu như các bác mua phải những cái cây này nhá thì gần như sẽ không có cây như thế này để các bác mua đâu nhá.
Đó là một vài cái lưu ý. Ở đây không phải là em ghen ghét hay là như thế nào lên video để các bác không mua, mà nó là sự thật 100% là không có những cây giống như thế. Bởi vì khi mà nhập hàng về là em cũng đã hỏi qua, nếu như có kích thước nhỏ thì em sẽ sưu tầm về để cho cái giá tiền nó hạ xuống để các bác dễ sưu tầm, nhưng mà hoàn toàn không có nha các bác nhé, hoàn toàn không có. Thế nên là các bác cũng lưu ý khi mà các bác tham khảo sưu tầm. Và tiếp theo thì em chia sẻ tới cả nhà mình, đó là ba cây hồng hải hậu. Những cái cây này thì trước đó là em đã đăng bài. Tuy nhiên rằng là cái mầm lộc nó chưa phát triển tốt, nó chưa to như thế này. Và ngày hôm nay em chia sẻ tới các bác, và hôm đấy thì em vẫn lên giá là 1 triệu một cây. Ngày hôm nay em cũng tri ân tới cả nhà mình và cũng sẽ lên giá đẹp cho các bác. Giá là 850.000 một cây, đã bao gồm phí ship, phí vận chuyển, và chỉ còn 3 cây thôi nhá. Bởi vì là trước đó thì cũng rất là xin lỗi, một vị khách của em đã mua với giá là 1 triệu, em chưa bao gồm phí ship mà là cây bé nhất. Đó thì ngày hôm nay là em tri ân. Thế nên là bác nào mà chưa có những cái giống này thì các bác có thể sưu tầm. Và tiếp theo thì em cũng tri ân cho cả nhà mình, đó là 4 mầm hồng hải hậu nhỏ như thế này. 4 mầm hồng hải hậu nhỏ như thế này nhé các bác nhá. Đó, lọc lên cũng rất là khỏe rồi, cứng đọt rồi. Em chia sẻ cho các bác 4 mầm như thế này với giá là 130.000 một mầm, em miễn ship nhá. 130.000 một mầm em miễn ship, và em chỉ còn 4 mầm nhá. Chỉ chia sẻ 4 mầm đây này. Một mầm đã bật lọc, 2 mầm, 3 mầm và mầm số 4. Đó các bác nhá. Bác làm nhanh tay thì được cái mầm số 2 nó sẽ đẹp. Mầm số 1, số 3, số 4 thì là nó có một lọc thôi. Đấy, còn cái mầm số 2 này sẽ đẹp. Bác làm nhanh tay thì sẽ được 130.000 em miễn ship. Em xin phép là kết thúc video ở đây ạ. Chúc các bác là có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.